xin chào mừng các học viên đã đến với lớp học tiếng Anh ECN. Chúc các bạn có bài học bổ ích. Have a good lesson today. Hello guys, I am very happy to see you back. Xin chào các bạn, hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trong lớp học tiếng Anh ECN. Today, we are going to study the simple part form of the ordinary verb and the usage of the simple past tense. Hôm nay chúng ta sẽ học cách chia động từ thường ở thì quá khứ đơn và cách sử dụng thì quá khứ đơn. But before we start, let's correct the homework. Nhưng mà trước khi chúng ta vào bài mới, thì chúng ta sẽ chữa bài tập về nhà hôm trước liên quan đến hai thì, đó là thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn của động từ to be. Thì quá khứ đơn giản của động từ thường và cách sử dụng thì quá khứ đơn giản. The simple past tense of the ordinary verbs and the usage of the simple past tense. Part 1. Correct the homework. You spend about 8 minutes doing 10 questions. Chúng ta dành khoảng 8 phút để làm 10 câu hỏi. Okay, I would like you to spend about 8 minutes doing this one. Thầy muốn các bạn dành thêm thời gian. Có thể nhiều bạn làm rồi, thầy vẫn muốn ta dành thêm thời gian để rà soát lại, còn những bạn nào chưa làm, chúng ta bắt đầu làm. Mình let me see. Okay, that's good. Đây là câu hỏi có từ để hỏi where thì con phải sao? Rồi con phải viết từ để hỏi xuống. Và dạng quá khứ của động từ to be đối với he thì con phải viết thì trước từ ngữ. Rồi. Đây là dạng câu hỏi có từ để hỏi. Linh, let me see. Con đã làm chưa? Finish. Okay, let's see. Câu này thì chia thì gì? The simple present tense, hiện tại đơn. We see you doing her homework. Definitely. Okay, see. Yes. Cô ấy đang ở trong phòng. Cô ấy đang làm bài tập ở nhà. Okay. Yeah, cái chỗ này con được xem lại cái dấu hiệu ở phía sau. Này phải ghi chép cẩn thận. Cái này là ẩu. Ghi lại ở dưới. Ok. Đây này lại toàn chia quá khứ.
Đây là mix file, tức là trộn. Thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn của động từ to be. Như vậy có những câu là chia thì hiện tại đơn, có những câu khác là chia thì quá khứ đơn. Quan sát là cách sử dụng thì hiện tại đơn giản không học được của động từ to be thì mình phải xem dấu hiệu nó là gì. Vậy những câu còn lại là những câu mà chia thì quá khứ đơn. Lan, let me see. Okay, very good. Lan làm rất tốt. Finish. Okay, now another 5 question. Spend another 5 minutes. Yeah, ta dành khoảng 5 phút tiếp theo cho 5 ý tiếp theo. Let's see. Finish. Vẫn xong chưa? Okay. Very good. Đây là câu gì? Câu phủ định mà. Đấy, con để ý. Đây có từ not, tức là câu phủ định. Con để viết đây câu khẳng định. Ok. Đấy, con sửa lại. Sang một câu. Now next, another one. Long, let me see. My children là chủ ngữ số nhiều đặc biệt. Đấy, con lại nhầm chủ ngữ số ít rồi. Đây là câu số này, là câu gì, câu hỏi anh gì anh Vân, anh định nhầm cái câu khẳng định, để ý cái dấu hỏi chấm. Câu hỏi thì nó phải viết động từ to be lên trước chủ ngữ. Con xem lại. Ok, đúng rồi, con làm lại thế được rồi. Right.
One more minute. Một phút nữa. Okay, finish. Okay, good. Now, let's go right. Number one, who can? Okay, long place. Very good. Thì hiện tại đơn của động từ to be, vì dấu hiệu ở đây là có we are learning English, chúng tôi đang học tiếng Anh, thì ở đây phải hiểu là chúng tôi đang ở trường. Đấy. Chúng tôi đang ở trường, chúng tôi đang học tiếng Anh. Để dấu hiệu nhận biết hiện tại đơn trong câu này đó là mệnh đề sau là we are learning English, chúng tôi đang học tiếng Anh, thì đây phải là chúng tôi đang ở trường. Đấy. Và dạng quá khứ, thầy xin lỗi, và finish. Okay, now let's correct. Now, number one, who can? Okay, long please. Very good. Bạn đã chia câu này là thì hiện tại đơn. Vì dấu hiệu nhận biết ở đây là we are learning English. Chúng tôi đang học tiếng Anh. Vậy, vế trước phải là chúng tôi đang ở trường. Tức là động từ to be trong câu này cần được chia thì hiện tại đơn. Đấy. Mà dạng to be thì hiện tại đơn đối với chủ ngữ là we, you, they, chủ ngữ số nhiều. Chúng ta viết đầy đủ là are, viết tắt là a. Thank you, long. Now, number two, who can? Okay, link please. Now let's comment. Chúng ta cùng nhận xét bài làm của bạn Linh này. Do you have any other ideas? Rất nhiều bạn có ý kiến khác. Trong câu này chúng ta phải chia thì gì nhỉ? Thì quá khứ đơn. Nhưng chủ ngữ là we. Thì chúng ta phải biết thế nào mới đúng. Nào, who can? Okay, Sun, please. Now, please. Nha, Xuân. Okay, very good. Dạng quá khứ đơn của động từ to be trong câu phủ định đối với chủ ngữ là we, you, they, chủ ngữ số nhiều. Thì chúng ta phải viết là were, không phải là was như vừa rồi. Đấy. Were not và viết tắt là weren't. Linh phải kiểm tra lại bài nha. All right. You please, con kiểm tra lại bài đi. Okay. Now, number three. This is the question. Đây là câu hỏi. Who can? Okay. Don't please. Do you have any other ideas? Nào có ý kiến khác? No. Yes. Let's correct. Chúng ta cần chia động từ to be thì quá khứ đơn trong câu hỏi. Đây là câu hỏi có từ để hỏi where thì chúng ta phải viết where. Sau đó động từ to be chúng ta để dạng quá khứ nhưng viết trước chủ ngữ. Where was it at for?
p.m. yesterday. Very good. Now, number five. Who can? Okay, Vinh, please. All right, chị ấy đang ở trong phòng, chị ấy đang làm bài tập. À, dấu hiệu nhận biết của thì giải đơn cho cô này đó là she is doing his homework, chị ấy đang làm bài tập. Thì đây phải là chị ấy đang ở trong phòng. À, thì động từ to be ở đây phải chia hiện tại đơn là is đối với he, she, it, chủ ngữ số it. Viết đầy đủ là is, viết tắt. Very good. Keep silent, trật tự nào. Number 5, who can? Okay, Lâm please. Yeah, please. Very good. Hôm qua họ không ở London. Chúng ta viết liền từ London. London, London, thủ đô London. À, trong câu này thì chủ ngữ là they, thuộc nhóm là we, you, they, chủ ngữ số nhiều. Nên dạng quá khứ là were, câu phủ định were not và viết tắt là weren't. Very good. Chúng ta chữa bài vào. Xem câu nào mà không hiểu thì chúng ta hỏi thầy. Ghi chép bài đầy đủ. Này, câu này anh viết cho cẩn thận, đây là câu hỏi, các bạn anh viết cho câu khẳng định. Ok, now another five question. Chúng ta cùng chữa câu, 5 câu tiếp theo. Now, who can? Number 6. Tom, please. Do you have any other ideas? Bạn nào có ý kiến khác bài làm bạn Tâm này. No, yeah, very good. Câu này cần chia thì quá khứ đơn vì có từ last Monday và they thuộc nhóm là we, you, they, chủ ngữ số gì? Số nhiều. Đấy, cho nên bạn đã dùng were. Very good. Thank you, Tom. Next, another one, number 7. Who can? Okay. My please. Oh. Now, do you have any other ideas? Nào có ý kiến khác? Oh, rất nhiều bạn phản đối. Okay, vậy chúng ta phải chữa câu này thế nào nhỉ? Ok, Huyền, please. Very good. You, thuộc nhóm là we, you, they, chủ ngữ số nhiều. Thì chúng ta phải dùng là gì? Were. Và đây là câu hỏi, thì were đặt chữ you. Were you late for school yesterday? Thank you, Huyền. Another one, number 8, who can? Okay, Nhan, please. Very good. Dấu hiệu nhận biết của thiền tại đơn đây là có từ now. Đấy.
Đối với động từ to be thì khi có từ noun chúng ta chia thì hiện tại đơn, và đây là câu phủ định. Và lúc đầu giờ thầy có quan sát là có bạn là my children tưởng là số ít. My children là thuộc nhóm danh từ số nhiều đặc biệt không kết thúc là chữ s. Thế động từ to be trong câu phủ định ở đây phải chia thì hiện tại đơn thì có từ now. To be có bạn này này nghĩ rằng là phải chia tiếp diễn đối với be không? Có từ now at the moment thì động to be ở đây chúng ta chia thì hiện tại đơn, tức là chỉ cái sự đang diễn ra đối với động từ to be thì chúng ta cứ chia hiện tại đơn. Khi có từ now, có từ at the moment, at present, chúng ta cứ chia hiện tại đơn. Nào, à bạn còn một mệnh đề nữa, bạn làm tiếp nào. Very good, they are at school. Đúng rồi, và hai cái mệnh đề này nó liên kết với nhau. Họ, đấy. Bây giờ họ không đang gì ở nhà, họ đang ở trường. Thì we use they, chủ ngữ số nhiều, thì chúng ta động từ to be hiện tại chúng ta viết là a, bạn có thể viết tắt cũng được. Now, number nine, who can? Now, number nine, clip please. Very good. À, có từ last week, tức là chúng ta phải chia thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Và câu phủ định đối với nhóm chủ ngữ là he, she, it, chủ ngữ số ít. Đây là chủ ngữ số ít, vì Mr. John có một người thôi. Nên động từ to be ở quá khứ là was, viết đầy đủ là was not, viết tắt là wasn't. Very good, please. Number 10. Now, who can? Number 10, Vân, please. Oh. Do you have any other ideas? Rất nhiều bạn phản đối. Vậy câu này, how can you do it correctly? Nào, chúng ta có thể làm đúng nó thế nào? Alright, let's see. Okay, time please. Thank you, time. Very good. Your brother, anh trai của bạn là thuộc nhóm chủ ngữ số gì? Số ít, nằm trong he, she, it, chủ ngữ số ít. Thì động từ to be chúng ta phải viết là was. À, ba chữ was chứ không phải là were như nào. Chúng ta chú ý nhá. Vậy có một hai bạn đã bị sai câu này. Đấy, chúng ta phải viết thế này mới đúng. Vì your brother là chủ ngữ số ít. How many students made at least one mistake or maximum one mistake? À, tối thiểu à, cái một lỗi. Có ai sai hai lỗi? No. Congratulations. Finish. Okay. Part 2. New words.
Finish. Okay. Finish? Okay. Part 2. New words. Read the three forms of regular verbs. Để làm tốt, nội dung bài học hôm nay đó là cách chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản và cách sử dụng thì quá khứ đơn giản. Thì chúng ta cần phải hiểu được là động từ thường ở thì quá khứ đơn có hai dạng là có quy tắc và bất quy tắc. Đấy, thế và đối với động từ bất quy tắc thì chúng ta phải học thuộc ba cái dạng của nó. Đấy. Còn đối với động từ mà có quy tắc thì chỉ việc thêm D hoặc ED. Một lát nữa thì chúng ta sẽ hiểu thêm. Và hôm nay thầy sẽ giới thiệu với chúng ta một số động từ bất quy tắc thường dùng. Ví dụ như động từ làm thì chúng ta phải nhớ ba dạng cơ bản của nó là do, đứt, đăng. Do là dạng nguyên thể bỏ tu, gọi là be infinitive. Đứt là dạng simple past form, tức là dạng ở thì quá khứ đơn. Đấy. Tức là hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái dạng ở thì quá khứ đơn này để chia động từ thì quá khứ đơn trong câu khẳng định. Còn đăng là past participle, tức là quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc. Đấy. Thì hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ được học, và câu bị động chúng ta sẽ được học câu thứ ba này. Tuy nhiên đối với động từ bất quy tắc thường dùng thì khi bắt đầu học thì quá khứ đơn chúng ta phải làm quen với một số động từ và chúng ta phải thuộc cả ba dạng. Khi thầy kiểm tra động từ làm thì chúng ta phải đọc được và viết được là do, đứt, đăng. Còn khi nào dùng do, khi nào dùng đứt, khi nào dùng đăng thì liên quan đến kiến thức ngữ pháp. Ví dụ do thì dùng ở thì hiện tại đơn chúng ta đã được học rồi. Đấy. Khi nào cần thêm in thì chúng ta cũng đã được học rồi, nguyên thể thêm in. Đó. Now listen and repeat. Do, đứt, đăng. Do, đứt, đăng. Ăn. Now, listen and repeat. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Uống. Now listen and repeat. Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Này. Đi, ta đọc là go, went, gone. Now listen and repeat. Go, went, gone. Go, went, gone.
Go on. Làm ra sản xuất. Làm ra sản xuất. Now, listen and repeat. Make, made, made. Make, made, made. Make, made, made. Go on. Mua thì chúng ta đọc là buy, bought, bought. Now listen and repeat. Buy, bought, bought. Go on. Bán. Sold, sold, sold. Now listen and repeat. Sold, sold, sold. Go on. Cho tặng. Give, gave, given. Now listen and repeat. Give, gave, given. Finish. Okay. Viết, chúng ta đọc là write, wrote, written. Now, listen and repeat. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Go on. Nói. Say. Speak, spoke, spoken. Now, listen and repeat. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Go on. Nghĩ hay là cho rằng, chúng ta đọc là think, thought, thought. Now, listen and repeat. Think, thought, thought. Go on. Xây dựng, ta đọc. Build,
Bind. Bind. Now listen and repeat. Bind. 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 Chúng ta tích cực, tự đọc thầm, khi thầy yêu cầu chúng ta đọc to. Go on. Lái xe ô tô. Chúng ta đọc. Drive, drove, driven, drive, drove, driven. Now listen and repeat. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Go on. Lái xe đạp hoặc là cưỡi, lái xe máy, người ta cũng đọc ride, rode, ridden. Now listen and repeat. Ride, rode, ridden. Ride, rode, ridden. Go on. Gặp hay là đón ai? Meet, met, met. Now listen and repeat. Meet, met, met. Kết thúc là meet, met, met. Go on. Nhìn thấy hay là gặp. She saw Shin. Now listen and repeat. She saw Shin. On. You should write, read, speak a lot. When the teacher asks you, please speak loudly, read aloud. Này, chúng ta tích cực viết, đọc, nói, nghe cùng một lúc. Và đặc biệt khi thầy cô yêu cầu thì chúng ta phải đọc thật to. Nếu sai thì các thầy cô chữa. Go on. Bắt hay là mắc bệnh gì đó. You say catch, caught, caught. Now listen and repeat. Catch, caught, caught.
Go on. Bring, brought, brought. Now listen and repeat. Bring, brought, brought. Go on. Tiêu xài. You say spend, spent, spent. Now listen and repeat. Spend, spent, spent. Đấy. Gửi, ta đọc là send, sent, sent, send, sent, sent. Finish. Okay. Go on. Đọc. Nào. Read. 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 À, ba dạng chúng ta viết thì như nhau nhưng đọc thì khác nhau. Nguyên thể đọc là read. Quá khứ đọc là read. Và quá khứ phân từ đọc là read. Now listen and repeat. Read. 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 Go on. Bảo kể cho, ta đọc. Tell, told, told. Now listen and repeat. Tell, told, told. Go on. Ngồi, chúng ta đọc là sit, sat, sat, sit, sat, sat. Go on. Chạy vận hành.
Now listen and repeat. Run, ran, run. Run, run, ran, run. Run, ran, run. Finish, go on. Là thì. Now listen and repeat. Be, be ở đây là nguyên thể. Đấy. Khi chia hiện tại đơn thì các con đã được học rồi. Đấy, như là am, là a, là y. Đấy, còn đây là dạng quá khứ đơn. Hôm nay, à, bài trước chúng ta đã được học là dạng quá khứ đơn của động từ be. Khi nào thì was, khi nào thì were, đã được học rồi. Câu thứ ba là been. Been. Now listen and repeat. Be, was, were, been. Đúng rồi, động từ to be cũng được xem là động từ gì? Bất quy tắc. Tuy nó không phải là động từ thường, nhưng mà chúng ta cũng nên coi nó và nhớ nó là động từ bất quy tắc. Now listen and repeat. Come, came, come. Come, came, come. Go on. Trở thành, trở nên. Chúng ta đọc là become, became, become. Now listen and repeat. Become, became, become. Go on. Bắt đầu. Chúng ta đọc. Begin, began, begun. Now listen and repeat. Begin, began, begun. Con ghi chép bài đầy đủ. Tích cực đọc. Khi các thầy cô yêu cầu đọc, chúng ta đọc to. Còn bình thường ta ghi trong, ta đọc thầm.
Finish. Go on. Cảm thấy. Đó là. Feel. Felt. Felt. Now listen and repeat. Feel. Felt. Felt. Feel. Felt. Felt. Go on. Tìm thấy. Find. Found. Found. Now listen and repeat. Find. Find. Found. 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 Find. Found. Found. Go on. Bay, đi bằng máy bay. À, ta đọc này nhỉ? Yes. Fly, flew, flown. Now listen and repeat. Fly, flew, flown. Go on. Quên, quên mất. Forget, forgot, forgotten. Now listen and repeat. Forget, forgot, forgotten. Go on. Học. Chúng ta đọc là learn, learn. Dạng quá khứ đơn thì có hai cách, thêm ed hoặc là thêm th. Quá khứ phân tử cũng như vậy. Now listen and repeat. Learn, learned, 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 learned. Go on. Biết. Now listen and repeat. No. New. Known. No. New. Known.
Go on. Trở thành, trở nên. Hôm nay chúng ta đã được đọc. Become, became, become. Now listen and repeat. Become, became, become. Bắt đầu, chúng ta đã được nhắc lại một lần nữa. Begin, began, begun. Repeat, begin, began, begun. Hôm nay thầy giới thiệu với chúng ta một số động từ bất quy tắc phổ biến và chúng ta phải học thuộc lòng những cái động từ bất quy tắc này. Mà tới đây còn nữa. Thế thì trong ba cái dạng này thì chúng ta đã sử dụng dạng thứ nhất và hôm nay chúng ta sử dụng dạng thứ hai, tức là quá khứ đơn giản của động từ thừa. Finish. Good. Part 3. The simple part form of the ordinary verb. Dạng quá khứ đơn giản của động từ thường. Dạng quá khứ đơn giản của động từ thường. One, the positive, câu khẳng định. Ta có dạng là chủ ngữ. Chủ ngữ. Này, đúng rồi. Đối với thì quá khứ đơn giản của động từ thường thì trong cách chia động từ, này, đối với tất cả các chủ ngữ thì dạng quá khứ đơn giản của động từ thường là được viết như nhau với các chủ ngữ. Ví dụ khi chúng ta cần chia động từ work hoặc do thì quá khứ đơn đối với bất kỳ một chủ ngữ nào thì chúng ta viết như sau. Đối với những động từ mà có quy tắc như là động từ work thì chúng ta chỉ việc thêm ed. Đối với những động từ mà bất quy tắc như là động từ do thì nó là bất quy tắc, ba cột của nó là do, đứt, đan, chúng ta vừa được giới thiệu, thì chúng ta sử dụng dạng quá khứ đơn giản của nó ở cột thứ hai, do, đứt, và cột thứ ba là đan, chúng ta học sau, do, đứt, đan. Thầy nhắc lại, khi chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản thì chúng ta cần ghi nhớ là đối với tất cả các chủ ngữ thì có cùng một dạng là dạng quá khứ đơn giản. Thì đối với những động từ có quy tắc thì chúng ta chỉ việc thêm D hoặc ED. Đấy, như là work thì thành work. One, the positive, câu khẳng định. Khi chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản trong câu khẳng định thì chúng ta cần ghi nhớ là đối với tất cả các chủ ngữ thì có chung một dạng quá khứ đơn giản. Ví dụ nếu chúng ta cần chia động từ work hoặc là do ở thì quá khứ đơn giản
thì đối với tất cả các chủ ngữ nó có chung dạng như sau. Động từ có quy tắc như là động từ work thì chúng ta chỉ việc thêm d hoặc ed. Trong trường hợp này chúng ta thêm ed. Những động từ mà có e rồi chúng ta chỉ việc thêm d. Đấy. Thì những động từ như thế gọi là động từ có quy tắc, và dạng quá khứ của nó trong câu khẳng định là chúng ta thêm d hoặc ed. Đối với những động từ bất quy tắc như là động từ do thì ba cột của nó chúng ta vừa học là do, did, done. Thì hôm nay trong câu khẳng định của thì có cái đơn chúng ta dùng dạng quá khứ đơn giản của do là did, tức là cột thứ hai. Để nhắc lại, khi chia động từ thường ở thì quá khứ đơn trong câu khẳng định, chúng ta cần lưu ý là đối với tất cả các chủ ngữ thì có chung dạng quá khứ đơn giản. Đấy, là động từ có quy tắc thì chúng ta chỉ việc thêm d hoặc ed. Như là động từ work thì chúng ta chỉ việc thêm ed. Work là làm việc, worked là đã làm việc. Đối với động từ bất quy tắc như động từ do thì ba cột nó là do, did và done. Thì chúng ta nhớ dạng quá khứ đơn của nó là did, là đã làm. Chú ý, thì nhắc lại, chủ ngữ ở đây có thể là I, we, you, they, hay là chủ ngữ số nhiều, hay là chủ ngữ số ít, bất kỳ một chủ ngữ nào thì đều có chung một dạng quá khứ đơn giản của động từ thường. Đúng rồi, có hai dạng, có quy tắc và bất quy tắc. Thì có quy tắc chúng ta chỉ việc thêm ed hoặc d. Bất quy tắc thì chúng ta phải học thuộc lòng và dùng nó ở cột thứ hai. Ví dụ như do, did, done thì quá khứ đơn giản trong câu khẳng định của nó là did. Example. Muốn nói cách đây 10 năm tôi đã làm việc ở Hà Nội. Tức là chúng ta cần chia cái động từ work này thì có cái đơn. Thì theo cái dạng tổng quát ở trên chúng ta sẽ viết nó như thế nào. Ok, Vân, please. Yeah, now listen and repeat. I worked in Hanoi 10 years ago. I work in Hanoi. I worked in Hanoi 10 years ago. Worked. Chúng ta nói worked. Worked within. Worked in. I worked. I worked in Hanoi 10 years ago. Đấy, tức là chúng ta chỉ việc thêm ed. Another example, ví dụ tiếp theo. Tôi đã làm bài tập về nhà của tôi tối hôm qua. Tức là chúng ta phải chia thì có cái đơn đối với động từ do. Thì theo dạng tổng quát chúng ta viết thế nào. Ok, link please. Very good. Now listen and repeat. I did my homework last night. I did my homework last night. Qua hai ví dụ này thì chúng ta lại ghi nhớ thêm là có hai dạng, có quy tắc và bất quy tắc. Có quy tắc chỉ việc thêm ed, work. Bất quy tắc thì chúng ta phải học thuộc lòng. Đấy, đúng rồi, do, did, done. Mà phần đầu thầy đã giới thiệu chúng ta một số động từ bất quy tắc. Đó là cột thứ hai.
Chúng ta ghi chép bài đầy đủ. Đây là những phần đầu. Còn khi chúng ta học lại, chúng ta có thể dùng giấy nháp và bút để ghi ghi lại những cái kiến thức cơ bản. Finish. Ok. Chú ý, khi chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản ta cần. Khi chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản ta cần. Khi chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản ta cần. One. Thêm ed hoặc d vào rất nhiều động từ. Một nhỏ, thêm ed hoặc d vào rất nhiều động từ. Example. Work, worked. Work, worked. Clean, cleaned. Clean, cleaned. Watch, watched, watch, watched. Live, lived. Này, đối với động từ mà có e thì chúng ta chỉ việc thêm b. Live, lived. Miss, missed. Plant, planted, plant, planted. Cook, cooked, cook, cooked. Now listen and repeat. Work, worked. Clean, cleaned. Watch, watched. Live, lived. Miss, missed. Plant, planted. Cook, cooked. Ra thêm d hoặc ed và rất nhiều động từ. Ghi chép bài cẩn thận. Finish. Ok. Go on. Hai nhỏ. Những động từ kết thúc là y dài. Trong một kép. Những động từ kết thúc là y dài. Mà đứng trước y dài.
là một phụ âm thì ta đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ed. Hai nhỏ, những động từ mà kết thúc là chữ y dài trong một kép mà đứng trước y dài là một phụ âm thì ta đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed. Thì có những bạn ấy không hiểu là thế, những cái từ nào là phụ âm thì từ những cái bài đầu tiên, nếu những bạn nào mới học thì ta học từ bài 1 thì tiếp theo từ bài 1 đến bài 10 trong khoảng đó thì từ bài 1 đến bài 13 trong khoảng đó thì thầy đã giới thiệu, thầy cùng với kết hợp với các thầy người Anh giới thiệu chúng ta các phụ âm và các cách đọc các phụ âm, các nguyên âm. Thì thầy nhắc lại những phụ âm trong tiếng Anh chúng ta ghi lại và chúng ta phải học lại cách đọc các ký hiệu phụ âm này từ những bài đầu. Chúng ta quan sát và ghi lại các phụ âm trong tiếng Anh. Tiếng Anh thì có 24 phụ âm, gồm 8 phụ âm vô thanh và 16 phụ âm hữu thanh. Chúng ta cần chú ý những phụ âm mà thường gặp, chúng ta ghi chép lại như thầy đang giới thiệu. Thì đối với những động từ mà kết thúc là chữ y dài, đứng trước y dài là một trong các phụ âm này, thì trước khi thêm ed chúng ta đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ed. Ghi đầy đủ ý thiếu. Bực. Finish, chúng ta đã ghi chép trong các phụ âm chưa? Ok, have you finished writing the consonant? Yes. Example, chúng ta quan sát một vài ví dụ đối với những trường hợp mà kết thúc là y dài, đứng trước y dài là một phụ âm thì chúng ta đổi y dài thì y ngắn từ thêm ed. Ví dụ study thì đứng trước y dài là phụ âm thì chúng ta đổi y dài thành y ngắn thành studied. Cry thì đứng trước y dài là phụ âm o thì chúng ta cũng đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ed, đọc là cried, khóc. Deny thì đứng trước y dài cũng là phụ âm n, chúng ta cũng đổi y dài thì y ngắn rồi thêm ed và đọc denied, từ chối, chối bỏ, deny, deny. Apply thì đứng trước y dài cũng là một phụ âm, phụ âm chúng ta cũng đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed, apply, applied.
Dry, dried, dry là sấy khô thì kết thúc là y dài, đứng trước y dài cũng là một phụ âm. Chúng ta cũng đổi y dài thì y ngắn thì mới đi dry. Carry mang theo thì đứng trước y dài cũng là phụ âm. À, thì chúng ta cũng đổi y dài thành y ngắn. Carry, carry. Chỗ này carry anh lại thiếu chữ A, chữ R. Carry được hai chữ R. Finish. Good. À, thêm một động từ kết thúc là y dài nữa, đó là hurry. Nhanh vội vã, hurry. Đối với những động từ một âm tiết và kết thúc là một phụ âm, đối với những động từ một âm tiết và kết thúc là một phụ âm, đứng trước phụ âm là một nguyên âm. Đối với những động từ một âm tiết và kết thúc là một phụ âm, đứng trước phụ âm là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed. Đối với những động từ một âm tiết mà kết thúc là một phụ âm, đứng trước phụ âm là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed. Example. Chat là kết thúc là phụ âm, đứng trước phụ âm là nguyên âm, thì ta gấp đôi rồi mới thêm ed và đọc là chatted, chatted. Fit kết thúc là phụ âm thì chúng ta gấp đôi rồi thêm ed, fitted, fit, fitted. Stop, stopped, đúng rồi, kết thúc là phụ âm. Các phụ âm thì thầy vừa giới thiệu ở phần trên, nếu chúng ta quên thì chúng ta kiểm tra lại. Stop, stop. Bốn nhỏ. Những phụ âm có hai âm tiết trở lên. Những phụ âm có hai âm tiết trở lên mà dấu trọng âm nằm ở âm tiết thứ hai. Những phụ âm có hai âm tiết trở lên mà dấu trọng âm nằm ở âm tiết thứ hai thì ta cũng gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed. Những phụ âm mà có hai âm tiết trở lên mà
dấu trọng âm nằm ở âm tiết thứ hai, thì ta cũng gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed. Thầy nhắc lại một lần nữa, những phụ âm mà có hai âm tiết trở lên đấy, và dấu trọng âm nằm ở âm tiết thứ hai, thì ta cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ed. Example, prefer, prefer, như vậy ta thấy có hai âm tiết, đấy. Prefer, nhưng dấu trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ hai, đó là fer. Âm tiết thứ nhất là prefer, thì chúng ta gấp đôi phụ âm rồi trước khi thêm ed. Prefer, preferred. Tương tự, regret, regret, nuối tiếc, thì re đọc nhẹ, red đọc mạnh, thì âm tiết rơi vào red, chúng ta cũng gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed. Regret, regretted. Nhưng những động từ mà có hai âm tiết trở lên nhưng dấu trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ nhất, ví dụ như listen, 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 đấy, thì dấu trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất là list, thì chúng ta không gấp đôi phụ âm cuối mà chúng ta chỉ việc thêm ed. Listen, listen. Tương tự, enter, enter, thì n là đọc mạnh, tức là dấu trọng âm rơi vào âm tiết n, từ đọc nhẹ, thì thêm ed luôn, cũng không phải gấp đôi nữa. Entered, entered. Phải, năm nhỏ, ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu từ kết thúc bằng hai phụ âm. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu động từ kết thúc bằng hai phụ âm. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu động từ kết thúc bằng hai phụ âm. Trước khi chúng ta thêm ed thì chúng ta không phải nhân đôi phụ âm cuối nếu động từ kết thúc bằng hai phụ âm. Lưu ý là kết thúc bằng hai phụ âm khác nhau. Nếu động từ kết thúc bằng hai phụ âm khác nhau, ta thêm ý nữa. Thì có một số trường hợp là kết thúc là hai phụ âm nhưng mà hai phụ âm giống nhau, ví dụ rr chúng ta vừa đề cập ở trên. Chúng ta không nhắc lại. Thank you.
năm nhỏ. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu động từ kết thúc bằng hai phụ âm trước khi thêm ed. Năm nhỏ. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu động từ kết thúc bằng hai phụ âm trước khi thêm ed. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu động từ kết thúc bằng hai phụ âm trước khi thêm ed. Example. Hacked. Burned. Đúng rồi, learn cũng thế. Learned. Sáu nhỏ. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu trước nó là hai nguyên âm. Sáu nhỏ. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu trước nó là hai nguyên âm. Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu trước nó là hai nguyên âm trước khi thêm ed. Example. Boiled. Complained. Bảy. Ta không nhân đôi y dài hay w trước khi khi chúng ở cuối từ. Thầy nhắc lại bảy nhỏ. Ta không nhân đôi y hay là w khi chúng ở cuối từ. Bảy nhỏ. Ta không nhân đôi y dài hay là từ w khi chúng ở cuối từ trước khi thêm ed. Example. Played. Bowed. Hai động từ này là kết thúc của chữ y ra. Và kết thúc là chữ w thì chúng ta chỉ việc thêm ed. Trước khi thêm ed không phải gấp đôi y mà không phải gấp đôi w. Played. Bowed. Cúi đầu, bao giờ hết, cúi đầu. Go on. Tám nhỏ, quy tắc đọc đuôi ed. Đuôi ed khi được thêm vào sau động từ theo quy tắc sẽ có ba cách đọc, đó là đuôi ed khi được thêm vào sau động từ theo quy tắc, tức là động từ có quy tắc ấy, thì chúng ta sẽ có ba cách đọc như sau. Đọc là it. Thầy tua chậm và phóng to là id. Đấy. Đọc là id. Nếu động từ kết thúc bằng the hoặc the. Nếu động từ kết thúc bằng the hoặc the thì chúng ta đọc là id. Example. Động từ này kết thúc là the và chúng ta đọc là flooded. Admitted.
Chưa xong à? Ok, thêm ít phút nữa. Finish, ok. Đọc là nếu động từ kết thúc bằng các phụ âm này, các phụ âm vô thanh, đọc là nếu động từ kết thúc bằng các phụ âm vô thanh sao? Example. Helped. Vì ký hiệu phiên âm của động từ help kết thúc là này, cho nên là đọc là helped, giúp đỡ. Watched. Cooked. Finish, ok. Đọc là được. Nếu động từ kết thúc bằng các âm còn lại thì chúng ta đọc là được. Example. Improved. Enjoyed. Glammed. Finish. Okay. 30 seconds. It's there now. Go on. Two, the negative. Chúng ta đến với câu phủ định. Câu phủ định. Chúng ta đang học cách chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản. Và bây giờ chúng ta đến câu phủ định. Cũng bắt đầu bằng bất kỳ một chủ ngữ nào. Và chúng ta cần chia động từ work hay là do ở câu phủ định ở thì quá khứ đơn giản. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta mượn trợ từ đứt not
vì là câu phủ định, sau đó động từ work ta giữ nguyên. Và did not viết tắt là didn't, rồi động từ do giữ nguyên. Work là đại diện cho những động từ có quy tắc, do là đại diện cho động từ có quy tắc, à bất quy tắc. Thầy nhắc lại, work là đại diện cho những động từ có quy tắc, do là đại diện cho những động từ bất quy tắc. À, thì trong câu phủ định, à, thì quá khứ đơn giản, chúng ta mượn trợ từ did not, viết tắt là didn't, rồi động từ chúng ta giữ nguyên. Bất kỳ một chủ ngữ nào, I, we, you, they, at my parents, my children, people, he, she, it, at chủ ngữ số ít như là my father, my mother, tất cả đều có chung một dạng phủ định của động từ thường thì có quá khứ đơn như nào. Example. À, thứ hai tuần trước chúng tôi đã không làm việc, tức là chúng ta cần chia động từ work này. À, trong câu phủ định à, thì có quá khứ đơn thì chúng ta làm thế nào? Theo cái dạng tổng quát, who can? Ok, name please. Very good. Đúng rồi, bạn viết tắt đầy đủ và viết tắt didn't work. Now listen and repeat. We didn't work last Monday. We didn't work last Monday. Next. Hôm qua cô ấy đã không làm bài tập về nhà. Tức là chúng ta cũng cần chia động từ do này. Trong câu phủ định chỉ có cái đơn. Thì theo dạng tổng quát chúng ta làm thế nào? My place. Very good. Now listen and repeat. She didn't do her homework yesterday. She didn't do her homework yesterday. Yesterday này lỗi chính tả được. Để chú ý vào. Yesterday để được. Three, the question. Chúng ta sang câu hỏi. Bất kỳ một chủ ngữ nào mà chúng ta cần chia một động từ nào đó trong câu hỏi như là work hoặc do. Thì chúng ta mượn trợ từ did đứng trước chủ ngữ. Và động từ chúng ta giữ nguyên đến thành phần tiếp theo rồi đến dấu hỏi chấm. Nếu trả lời khẳng định là yes, rồi đến chủ ngữ, rồi did. Rồi nếu trả lời phủ định là no, chủ ngữ, rồi đến didn't.
Thì nhắc lại, nếu chúng ta cần chia động từ work hoặc do hay một động từ nào đó ở thì quá khứ đơn giản trong câu hỏi, thì chúng ta mượn trợ từ does đứng trước chủ ngữ, does rồi đến chủ ngữ, sau đó động từ trong ngoặc chúng ta giữ nguyên và các thành phần khác giữ nguyên rồi đến dấu hỏi chấm. Và nếu trả lời khẳng định là yes rồi đến chủ ngữ rồi does, còn đến trả lời phủ định là no chủ ngữ rồi đến does. Chúng ta đang học cách chia động từ thường ở thì quá khứ đơn giản. Chúng ta đã xong câu khẳng định, câu phủ định và chúng ta đang nghiên cứu dạng câu hỏi. Example. Nếu muốn hỏi thứ 6 tuần trước bạn có làm việc ở đây không? À, thì chúng ta cần chia động từ work. Trong câu hỏi thì quá khứ đơn như thế nào? Who can? Ok, Chung please. Very good. Did you work here last Friday? Now listen and repeat. Did you work here last Friday? Did you thì chúng ta là did you work here last Friday? Nếu trả lời khẳng định là yes, I did. Phủ định là no, I didn't. Finish. Ok. Another example. Ví dụ. Tiếp. Muốn hỏi là hôm qua anh ấy có làm bài tập ở nhà không? Chúng ta hỏi là gì? Ok. You please. Very good. Did he do his homework yesterday? Did he do his homework yesterday? Đúng rồi. Chúng ta mượn trợ từ did đứng trước he và động từ do giữ nguyên. Very good. Nếu trả lời khẳng định là yes, he did, phủ định là no, he didn't. Another example. Tuần trước có phải họ mua ô tô không? Chúng ta chia động từ buy ở quá khứ đơn trong câu hỏi như thế nào? Ok, Vân, please. Very good. Did they buy a car last week? Did they buy a car last week? Very good. Này, trả lời khẳng định là yes they did, phủ định là no they didn't, no they didn't. Thứ ba, tuần trước các con của bạn có đi học không? Chúng ta chia động từ go này thì quá khứ đơn như thế nào cho câu hỏi. Link please. Very good, chỉ mượn trợ từ did trước chủ ngữ children. Did the children go to school last Tuesday? Did the children go to school last Tuesday? Very good. Yes, they did. No, they didn't. Nếu mà chúng có đi học thì trả lời yes, they did. Nếu chúng không là no, they didn't.
Đúng không? Part 4, cách sử dụng động từ. Ở thì quá khứ đơn. Cách sử dụng động từ ở thì quá khứ đơn giản. Hay là cách sử dụng thì quá khứ đơn giản cũng được. Cách sử dụng thì quá khứ đơn giản. Một nhỏ, thì quá khứ đơn giản dùng để diễn đạt những sự việc hành động xảy ra ở những thời điểm xác định trong quá khứ. Thì quá khứ đơn giản dùng để diễn đạt những sự việc hành động xảy ra ở thời điểm xác định trong quá khứ. Thì quá khứ đơn giản dùng để diễn đạt những sự việc hành động xảy ra ở thời điểm xác định trong quá khứ. Hoa thị, một số từ, cụm từ chỉ thời điểm xác định trong quá khứ phổ biến. Thế là hay dùng một số từ, cụm từ chỉ thời điểm xác định trong quá khứ. Yesterday. Now listen and repeat. Yesterday. Hôm qua. Yesterday. Yesterday morning. Sáng hôm qua, yesterday morning. Yesterday afternoon, chiều hôm qua, yesterday afternoon. Last night. Last night. Last week, last week, last week. Last month, last month, last month. Tháng trước. Last year, last year. Năm trước, last year. Last summer, last summer. Last spring, last spring. Mùa xuân trước. Last autumn, hay là last fall. Last autumn, last fall. Last winter, last winter. Hay là có từ last rồi cộng một sự kiện ở đấy, chẳng hạn như last birthday là sự kiện sinh nhật vừa qua, last birthday thì dấu hiệu này cộng từ cũng chia thì có khứ đơn. Ago, ago, cách đây. An hour ago, an hour ago. A day ago, a day ago, a week ago,
a week ago. A month ago. A month ago. A year ago. A year ago. When I was 10 years old. When I was 10 years old. Còn ghi chép bà đầy đủ. Have you finished? Okay. Example. Hôm qua tôi đã làm việc ở thành phố. Thì dấu hiệu ở đây là yesterday. Hôm qua, cho nên chúng ta phải chia động từ work ở thì quá khứ đơn. Động từ này có quy tắc thì phải đề. I worked in the city yesterday. I worked in the city yesterday. Now listen and repeat. I worked in the city yesterday. I worked in the city yesterday. Next. Tối qua anh ấy đã làm bài tập về nhà của anh ấy. Thì ở đây là có từ last night, tối qua. Cho nên động từ do phải chia thì có cái đơn là động từ bất quy tắc. Viết là did. Now listen and repeat. He did his homework last night. He did his homework last night. Next. Mùa hè trước, chị ấy đã thăm chúng tôi. Thì đây chúng ta thấy là có từ last summer. Mùa hè trước. Cho nên động từ visit. Chúng ta phải chia thì quá khứ đơn. Trường hợp này chúng ta chỉ việc thêm ed. Mặc dù ở đây kết thúc là phụ âm, đứng trước là nguyên âm, nhưng trường hợp này là hai âm tiết và dấu trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, cho nên chúng ta không phải gấp đôi phụ âm như lý thuyết vừa rồi chúng ta đã học. Now listen and repeat. She visited us last summer. She visited us last summer. Next. Vào sinh nhật vừa qua của tôi, bố tôi đã mua cho tôi một chiếc xe đạp. Thì ở đây là dấu hiệu my last birthday. Sự kiện ở sinh nhật đã qua có từ last, cho nên động từ buy phải chia ở quá khứ đơn. Và chúng ta nhớ là buy, bought, bought. Quá khứ đơn là bought và quá khứ phân từ cũng là bought. Now listen and repeat. My father bought me a bike on my last birthday. My father bought me a bike on my last birthday. Next. Cách đây một giờ họ đã rời đây. Dấu hiệu đây là an hour. Ago, ago, cho nên chúng ta phải chia leave và quá khứ đơn là left, leave, left, left. Now listen and repeat. They left here an hour ago. They left here an hour ago. Next. Finish. Okay. Chúng ta cứ ghi chậm rãi chắc chắn.
ta kết hợp ghi và đọc thầm. Khi thầy cô yêu cầu thì chúng ta sẽ đọc từng câu một rõ ràng. Trật tự nào. Finish. Okay, one more minute. Finish. Okay. Two. Thì quá khứ đơn giản dùng để diễn đạt những sự việc hành động chắc chắn đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Thì quá khứ đơn giản dùng để diễn đạt những sự việc chắc chắn đã xảy ra và kết thúc ở trong quá khứ. Thì quá khứ đơn giản dùng để diễn đạt những sự việc hành động chắc chắn đã xảy ra và kết thúc ở trong quá khứ. The simple part can use to represent what truly happened in the past and ended in the past. Example. Vietnam War ended. Vietnam War ended. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Chắc chắn đã xảy ra và kết thúc. Vietnam War ended. Này. Ba nhỏ. Thì quá khứ đơn giản diễn đạt những sự việc, hành động đột nhiên xảy ra khi có hành động khác đã đang xảy ra trong quá khứ. Thì quá khứ đơn giản diễn đạt những sự việc, hành động đột nhiên xảy ra khi đã có các hành động khác đang xảy ra trong quá khứ. Thì quá khứ đơn giản dùng để diễn đạt những sự việc, hành động đột nhiên xảy ra khi có hành động khác đã đang xảy ra trong quá khứ. Hành động đang xảy ra trong quá khứ được chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Chúng ta sẽ học ở bài tiếp theo. The simple part tense also used to express what suddenly happened in the past when something was happening. Example. He came to my house when I was doing my homework. Ở đây có hai hành động. Hành động đến và hành động làm bài tập. Đấy. Thì khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta phải nghiên cứu xem hành động nào là hành động đã đang xảy ra và hành động nào là hành động đột nhiên xảy ra. Đấy. Ở đây là anh ấy đến nhà tôi khi tôi đang làm bài tập. À. Thế thì rất nhiều bạn nhầm là nói là he was coming to my house when I did my homework. Tức là anh ấy đang đến nhà tôi khi tôi làm bài tập.
Thì kể cả về mặt ngữ nghĩa tiếng Việt nó không hợp lý. Thế cho nên chúng ta phải bình tĩnh khi mỗi khi chúng ta gặp những câu như này. Hành động đột nhiên xảy ra ở đây là hành động đến. Chúng ta chia thì quá khứ đơn come, came, come. Thì quá khứ đơn của come là came. Và hành động mà đã đang diễn ra ở quá khứ thì chúng ta chia thì quá khứ tiếp diễn. Thì này chúng ta sẽ học ở bài tiếp theo. He came to my house when I was doing my homework. Finish. Okay. We saw him when we were walking to school. We saw him when we were walking to school. Chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy khi chúng tôi đang đi bộ đi học. Đang đi bộ đến trường. Thì hành động đột nhiên xảy ra ở đây là hành động nhìn thấy anh ấy. Thì chúng ta chia hành động đột nhiên xảy ra là quá khứ đơn see, saw, seen. Quá khứ của see là saw. Và hành động còn lại thì chia thử quá khứ tiếp diễn. Tới đây chúng ta sẽ học. We saw him when we were walking to school. Finish. Okay. Now, practice. We have studied the forms of the simple past tense of the ordinary verb. Chúng ta vừa được học cách sử dụng và cách thành lập thì quá khứ đơn của động từ thường và ở bài trước đó là thì quá khứ đơn của động từ to be. Đặc biệt là hôm nay chúng ta đã học khá đầy đủ cách sử dụng thì quá khứ đơn. Sau đây chúng ta sẽ dành khoảng 7-8 phút để chúng ta làm bài tập thực hành cách chia động từ thường và thì quá khứ đơn. Now please do. Ta có 10 ý. Mỗi ý chúng ta dành khoảng 1 phút.
Hôm nay cẩn thận vào. Đây là câu hỏi mà con. Câu hỏi thì con phải viết xuống dòng dưới. Ok, good. Phủ định thì là con phải mượn trợ từ gì? Ghi mỗi từ not này chưa đủ. À. Do đa là hiện tại. Đây là chúng ta học thì quá khứ. Con xem lại câu phủ định. Nào, keep silent please. Giữ trật tự nào. Các em giữ trật tự. Keep silent, please. Finish. Okay, now another 5 question. Tell me tiếp theo. Okay, good. Now let me see. Okay, okay. This is the question. Đây là câu hỏi mà. Okay, con xin câu hỏi. Chúng ta phải mở trợ từ gì đặt trước. Okay, good. Thank you.
Finish. Okay, Heaven. 1 minute. Okay, khoảng 1 phút nữa. Chúng ta ghi chép cẩn thận. Ta có thể làm một giấy nháp trước. Finish. Okay, now let's correct. Now, question number one. Who can? Hai chữ câu một nào. Okay, Tuấn, please. Have we finished? Okay, now let's correct. Number one, who can? Okay, Vinh, please. Oh, very good. Walk là đi bộ. Động từ này là động từ có quy tắc. Thế vì có từ yesterday là hôm qua, thế nên chúng ta phải chia thì có cơ đơn bằng cách là thêm ed. One thing I tell you that when you do the test or the exam, you cannot remember whether the word irregular or irregular verb. You should consider it regular verb. Chú ý là khi mà làm bài kiểm tra hoặc làm bài thi mà chúng ta không nhớ được là động từ ấy là có quy tắc hay bất quy tắc thì chúng ta đành cứ coi nó là có quy tắc. Thì có thể chúng ta sẽ đạt được điểm hơn là chúng ta để không. Alright. Thank you. Number two, who can? Son, please. Oh, do you have any other ideas? Right, rất nhiều bạn có ý kiến khác. Trong trường hợp này thì chủ ngữ là my father. Thuộc nhóm chủ ngữ là he, she, it, chủ ngữ số ít. Thì dạng quá khứ của động từ to be có phải thế này không? Of course not. Và chúng ta chữa câu này thế này nhỉ? Ok, Minh, please. Very good. Thank you, Minh. Dạng quá khứ của my father ở đây là của động từ to be đối với chủ ngữ là my father ở đây phải là was. Thank you, Minh. Number three, this is the question, okay, my please. Very good, có từ last night, cho nên chúng ta phải chia động từ call thì quá khứ đơn trong câu hỏi. Đối với động từ thường thì chúng ta mượn trợ từ đứt trước chủ ngữ và động từ chúng ta giữ nguyên. Thank you. Number four. Hi, please. Oh, very good. Vì có từ ago, cho nên động từ come, chúng ta chia thì quá khứ đơn. Come, came, come. Dạng quá khứ đơn của come hay là came. Tức là bố mẹ tôi đã trở về nhà cách đây 2 ngày. Come back home, trở về nhà. Đã trở về nhà là came back home. Good. Number five. Huê, please. Do you have any other ideas for this case? Yeah, no other ideas. Tất cả đều đồng ý là bạn đã làm đúng. Yeah, có từ last week, và tuần trước, cho nên động từ not study phải chia câu phủ định ở thì quá khứ đơn
viết đầy đủ là did not. Đấy, sau đó đến động từ giữ nguyên, viết tắt là didn't study. Very good. Đấy. Như vậy là đối với 5 ý đầu tiên, chúng ta chỉ có vướng câu số 2. Đấy. Là bạn đã quên dạng quá khứ của động từ to be với chủ ngữ là my father. Đấy. Cả lớp chúng ta chú ý điều nào. He, she, it, chủ ngữ số ít thì động từ be phải là was. Có bạn nhớ là 3 chữ đấy. Next. Now, number 6, who can? Okay. Okay. Soon, please. Very good. Có từ last week, tuần trước, cho nên chúng ta phải chia thì có khứ đơn. Câu phủ định thì bạn đã mượn trợ từ did not, rồi động từ see giữ nguyên, viết tắt là didn't. Thank you. Next. Now, who can? Don't please. Chúng ta quan sát, bạn Đông đã thêm ED, nhưng mà trước khi thêm thì bạn đã gấp đôi phụ âm. Có ai có ý kiến khác? Có thể chúng ta chưa nhớ được điều này. Quy tắc thêm ED trong trường hợp này là chúng ta không phải gấp đôi, bởi vì động từ visit là động từ có hai âm tiết, mà dấu trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ nhất. Đấy, cho nên cho dù động từ này kết thúc là phụ âm và đứng trước là nguyên âm thì chúng ta cũng không phải gấp đôi phụ âm tổng. Và chúng ta chỉ việc thêm gì ed. Phải nhắc lại là đây là động từ có hai âm tiết. Đấy, mặc dù là kết thúc là phụ âm đứng trước là nguyên âm, nhưng dấu trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thì chúng ta không phải gấp đôi ở cuối trước khi thêm ed. Number 8. We please. Very good. Trong câu hỏi thì có khứ đơn vì có từ ago cách đây. Đấy, cho nên bạn đã chia động từ shall thì có khứ đơn bằng cách là mượn trợ từ did trong câu hỏi đấy. Did Mr. John sell his car a month ago? Very good. Number 9. Thanh, please. Very good. Có từ yesterday afternoon là chiều hôm qua, cho nên động từ này có quy tắc. Clean là động từ có quy tắc, là dọn sạch. Chúng ta chỉ việc thêm ed. Number 10. Number 10. Nhân, please. Thank you, Nhân. Very good. Có từ last week, cho nên động từ buy phải chia quá khứ đơn. Quá khứ đơn của động từ buy là bought. Buy, bought, bought. Thank you, Nhân. Như vậy, đối với 6 câu tiếp theo, thì chúng ta chỉ nhầm ở câu số 7. Câu số 7, quy tắc thêm ed, chúng ta cần học lại nó cái phần đầu mà học cách chia động từ thường thì có khứ đơn trong câu khẳng định quy tắc thêm ed. Thì đây là động từ mà có hai âm tiết, nhưng dấu trọng âm đặt ở âm tiết đầu thì chúng ta không phải gấp đôi cái phụ âm cuối, cho dù là nó kết thúc là phụ âm và đứng trước là nguyên âm. Chúng ta ghi nhớ điều này. Finish. Okay, that's good. Homework. Vậy là chúng ta
We have studied the form and the uses of the simple part tense. Thế nào? Homework chúng ta vừa được học. Nhìn nhỉ? À đúng rồi, đó là cách chia động từ thường ở thì quá khứ đơn. Finish. Okay. So we have studied the form and the uses of the simple part tense. Vậy là chúng ta đã được học rất là kỹ cách thành lập, cách sử dụng thì quá khứ đơn. Chúng ta hết sức chú ý là khi chia động từ thường ở thì quá khứ đơn thì nó có hai dạng là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Đấy, đối với động từ có quy tắc thì trong câu khẳng định chúng ta chỉ việc thêm ed hoặc d và sau động từ. Đấy. Trong câu hỏi hoặc là câu phủ định, đặc biệt là trong câu hỏi thì chúng ta mượn trợ từ đứt đứng trước chủ ngữ, và trong câu phủ định thì chúng ta mượn trợ từ đứt not với tạm đứt được. Đây ví dụ, đây là câu phủ định, đây là câu dạng câu hỏi. Đấy. Thì đối với động từ mà bất quy tắc thì chúng ta phải học thuộc lòng. Thế nào, homework. One, learn the new words by heart. Nhất, học thuộc từ mới. Học càng nhiều từ mới càng tốt, đặc biệt là các động từ bất quy tắc chúng ta phải học thuộc. Two, study the form and use it of the past simple tense. Nghiên cứu lại cách thành lập, cách sử dụng thì quá khứ đơn đối với cả động từ to be và động từ thường. Do the following exercise. Và làm bài tập sau đây. Write the correct tense form of the verb in practice. Viết dạng đúng của động từ. Ở đây là thầy kết hợp thì quá khứ đơn. Đấy. Với thì khác mà chúng ta đã học, có thể là hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại đơn. Đấy. Thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Và thầy sẽ cùng với chúng ta chữa bài tập này ở đầu video tiếp theo. Ok, ghi chép bài để chúng ta dành thời gian phù hợp để chúng ta làm. Ta có thể dừng màn hình nếu cần để ta có thêm thời gian để làm.
Next. Study well and do well this exercise. Chúc các con học tốt và làm tốt bài này. Right. Thank you for watching. Thank you for joining us. Bye bye. See you next time. Thank you for joining today. Bye bye. See you next time on ECN.